Chào mừng các cậu đã đến với Way to Wear Anime. Series manga trên Shonen vẫn đang tiếp tục phát hành các chap mới nhất về hành trình của Trần Bé Đủ, Denji. Lần này, câu chuyện sẽ còn hứa hẹn là gay cấn hơn so với phần 1, khi ta sẽ biết được tới các con quỷ mạnh nhất, những con quỷ thường được biết tới thông qua cái tên Tứ Kỵ Sĩ Khải Huyền. Và đương nhiên, khi nhắc tới Chainsaw Man thì ngoài yếu tố về nội dung phim, plot twist, các cảnh máu me, người hâm mộ chúng ta không thể bỏ qua chuyện tình búng binh của anh chàng Denji đúng không nào? Trần Bé Đủ này mê gái, nhưng số hơi nhọ thì cô đó đòi giết. Ở phần 2 này, chúng ta sẽ biết thêm về một bóng hồng nữa là Asa, người đang mang trong mình sức mạnh của quỷ chiến tranh. Vậy nhân vật này là ai? Sức mạnh như thế nào nhở? Hãy cùng tớ tìm hiểu nhé! Let's go! Khi đang ở trạng thái bình thường, Asa là một nữ sinh trung học có dáng người và chiều cao trung bình. Cô có đôi mắt nâu và mái tóc đen, đôi khi có màu tím. Tóc của cô dài đến giữa lưng và buộc thành hai bím tóc thấp, thường hay mặc đồng phục học sinh. Sau khi ký khế ước với quỷ chiến tranh, người đọc sẽ có đôi lần được nhìn thấy quỷ chiến tranh giao tiếp với Asa trong một vài phần đoạn. Quỷ chiến tranh hay còn có một cái tên khác là Joru, lúc này sẽ mang hình hài giống hệt với Asa. Chỉ khác là thêm những vết sẹo trên mặt, mắt thì khá giống với quỷ chi phối Makima, với đồng tử xuất huyết, những vòng tròn xoắn ốc và luôn xõa mái tóc ra. Đôi lần ta cũng sẽ thấy được Joru chiếm quyền kiểm soát cơ thể của Asa và sẽ hành động theo ý của mình. Tuy nhiên, Asa có thể quan sát hành động của Joru và thường chống lại các hành động của Joru. Về tính cách thì Asa là một cô gái ít nói, khó gần và hầu như không thích các bạn cùng lớp của mình. Trong một lần, thầy giáo chủ nhiệm đem tới một con gà không đầu và kêu gọi cả lớp hãy đối xử thật tốt với nó như một người bạn. 3 tháng sau có thể đem nó làm một nồi lẩu nếu như không thích. Mục đích của thầy chủ nhiệm là muốn dạy các học trò về cách trân quý sinh mệnh. Vì con gà này vốn là một con quỷ nên đối với Asa, cô bé muốn nhanh chóng giết nó bởi trước kia, cha mẹ của Asa bị giết bởi quỷ. Tuy nhiên thì sau 3 tháng, cả lớp ngoại trừ Asa đều biểu quyết giữ lại con gà. Quyết định được chấp nhận, cả lớp ùa ra sân bóng, còn mỗi cô gái hướng nội lẻ loi đứng ở bên ngoài. Lúc này đây, thầy giáo cùng lớp trưởng động viên cô nàng hòa nhập hơn với các bạn. Thậm chí con gà còn gọi to cả họ tên và muốn cô hãy cùng vào với mọi người. Asa nhận ra rằng cô thực sự ghen tị với những người bạn đồng trang lứa của mình, cảm thấy được quan tâm một chút và muốn hòa nhập với họ. Nhưng vì bị lớp trưởng chơi xỏ bằng cách ngáng chân khiến cô vô tình ngã và đè chết con gà, đẩy cô nữ sinh này trở thành đối tượng bị tẩy chay trong lớp. Thậm chí, Asa còn bị lớp trưởng ghen ghét mà truy giết chỉ vì thầy giáo chủ nhiệm có tình cảm với cô. Asa đã gặp và ký khế ước với quỷ chiến tranh. Sau khi có cơ hội sống thứ hai và quyết tâm sống ích kỷ hơn để có được những thứ cô ấy mong muốn như bạn bè và bạn trai, ta vẫn thấy nữ sinh này giữ được cho mình những đức tính tốt đẹp. Chẳng hạn như khi gặp và quen biết Yuko tại câu lạc bộ thợ săn quỷ, Asa ban đầu do dự khi kết bạn với Yuko vì nhầm lòng tốt của cô ấy với sự thương hại. Nhưng theo thời gian, họ đã nhanh chóng trở nên thân thiết hơn. Bọn họ ngày sau đó đã cùng nhau đi tìm và giết quỷ để có thể thành công gia nhập câu lạc bộ. Trong cuộc chạm trán đầu tiên với quỷ, cả hai đã khá chật vật khi phải đối đầu với quỷ rơi. Thậm chí là Yuko còn bị thương khá nặng. Joru lúc này liên tục hối thúc Asa nhanh chóng giết và biến Yoku thành vũ khí để cô bé có thể sống sót. Vì với mối quan hệ thân thích, Yoko có thể biến thành một vũ khí rất mạnh, đứng trước tình huống ngàn cân treo sợi tóc, có thể chết bất cứ lúc nào. Thế nhưng Asa vẫn không muốn xuống tay với bạn mình và còn gắng sức đưa bạn chạy trốn khỏi nanh vuốt của rơi. Hay là sau khi biết cô bạn thân đã ký khế ước với quỷ công lý và tàn sát khá nhiều người, trong đó có cả những kẻ bắt nạt mình, Asa vẫn không xuống tay mà quyết định dùng sức mạnh ngăn cản bạn của mình giết người, cố gắng cứu Yuko trong khi cô bé bị chém thành nhiều mảnh. Hay khi gặp lại, Asa vẫn muốn bạn mình hãy chạy trốn để bảo toàn tính mạng. Cô gái hướng nội Asa còn tự trách bản thân và nghĩ rằng vì cô nên best friend mới trở nên như vậy. Hay là mối quan hệ khá nhằng nhịt với Denji cũng vậy. Lúc đầu, Joru đã sử dụng thân xác của Asa quyết trở thành chap girl để lừa đảo tình cảm của ai đó và giết họ. Nhờ vậy, cô nàng sẽ có một vũ khí mạnh và sẵn sàng solo với quỷ cưa. Xui rủi thế nào mà Asa và Joru lại được bọn bạch tuộc làm mai cho với Denji. Ngay lập tức, Asa và Denji đã xảy ra xích mích vì suy nghĩ và tính cách trái ngược nên đã cãi nhau ỏm tỏi. Và lần khác khi họ gặp lại nhau, lúc này Joru đã áp cho Asa một KPI là nhanh chóng tìm một kẻ nào đó thích hợp để giết. Ban đầu, Joru dụ Asa giết mèo vì cô cực thích và có tình cảm với chú mèo. Tuy nhiên, Asa không làm vậy mà muốn kiếm một kẻ xấu nào đó để giết. Nhưng Joru đã nói rằng chuyện này không thể thành công vì nếu muốn có một vũ khí mạnh thì Asa phải cảm thấy áy náy khi giết kẻ đó. Đương nhiên với những kẻ là tội phạm thì Asa sẽ chẳng có thứ tình cảm đó rồi. Lần này họ thống nhất với nhau là chọn một kẻ đứng giữa ranh giới giữa mèo và tội phạm. Denji trúng tuyển khi đã bị bắt gặp khi đang nhặt những mẩu vụn thuốc lá và làm những điều thuốc mới từ những mẩu vụn đó rồi bán chúng đi. Asa đã quyết định biến cậu chàng trở thành vũ khí nên đã tiếp cận và đề nghị có một buổi date tại thủy cung.
Để buổi hẹn hò thành công, Asa thậm chí đã học thuộc một đống sách về Hải Dương học để khiến buổi hẹn hò trở nên thú vị hơn. Nhưng mọi công sức của cô đã đổ sông đổ bể khi Denji chẳng hề hứng thú với mớ kiến thức đó. Người thì tức giận khi bị bỏ rơi dù đã chuẩn bị kỹ, kẻ thì cáu điên lên vì buổi hẹn hò nhàm chán. Nhận thấy điều này sẽ chẳng đi tới đâu nếu Asa tiếp tục hành động theo lẽ phải và không xuống tay với bất kỳ ai. Fami, quỷ nạn đói, đồng thời là chị gái của quỷ chiến tranh, đã thỏa thuận với quỷ Vĩnh Hằng, rồi cùng nhau nhốt tất cả lại trong thủy cung. Mối quan hệ của Denji và Asa cũng bắt đầu dịu đi sau nhiều ngày bị bỏ đói và bị nhốt trong thủy cung. Denji thấy Asa đang ngồi một mình và hỏi tình hình của cô thế nào. Cô ấy xin lỗi anh về tình huống mà họ đang gặp phải, tự trách mình vì đã đề nghị anh ấy hẹn hò ngay từ đầu. Denji cố gắng làm cô vui lên bằng cách mỉm cười, cố gắng tìm cho cô thứ gì đó để ăn, còn hỏi rằng liệu cô đã từng ăn sao biển chưa, rồi nấu cho cô. Denji cũng là người duy nhất trong thủy cung không phán xét Asa vì đã nói rằng cô ấy không thể ăn cá bình thường. Điều này khiến Asa ngạc nhiên và dần có thiện cảm hơn với chú bé. Lần này, Asa vẫn phải đứng giữa lựa chọn giết Denji để có được vũ khí chiến đấu và ra khỏi đây hoặc tiếp tục bị giam lỏng. Đoạn này cho ta thấy Asa đã hiểu được phần nào sức mạnh của quỷ chiến tranh mà mình đang nắm giữ. Asa đã cùng Denji thu thập hết tiền còn sót lại của thủy cung và mua luôn lại thủy cung và biến nó trở thành vũ khí, rồi giết quỷ Vĩnh Hằng giải thoát cho tất cả. Tóm lại thì Asa là một người có đôi chút hướng nội, hơi khó trong việc giao tiếp, tuy nhiên thì cũng là một cô gái tốt bụng, hiểu chuyện khi không xuống tay giết bất cứ ai. Đôi khi cũng quá dè dặt, thiếu tự tin và hay tự nhận lỗi về bản thân mình. Về khả năng thì Asa giữ được hầu hết sức mạnh đặc trưng của quỷ, ví dụ như về tốc độ, khả năng hồi phục và sức mạnh thể chất. Asa còn sở hữu khả năng đặc biệt của quỷ chiến tranh là tạo ra vũ khí. Asa có thể sử dụng khả năng của quỷ chiến tranh để biến bất cứ thứ gì thuộc về mình thành vũ khí. Hoặc đối với con người thì chỉ cần có tình cảm với cô hoặc cô có tình cảm ngược lại thì có thể giết họ và biến họ thành vũ khí. Vậy nên, hầu như tất cả mọi thứ đều có thể trở thành thanh kiếm, ngọn giáo hay chiếc bao gồm cả đồ vật và sinh vật sống. Ví dụ như khi Yoko hóa khổng lồ và đi đổ sát các học sinh khác, Asa đã sử dụng quần áo để biến nó thành một thanh đao. Hay khi bị nhốt bởi quỷ Vĩnh Hằng, Asa đã mua lại thủy cung và biến nơi đây thành một vũ khí. Hoặc khi phải giao tranh với cô bạn lớp trưởng, ký khế ước với quỷ công lý, Asa hay lúc này là quỷ chiến tranh đã thản nhiên dùng ông thầy giáo làm vũ khí. Và đó là một chút thông tin về crush mới của Denji. Chuyện thì vẫn đang tiếp diễn, Yoru đã chiếm được thân xác của Asa. Không biết liệu rằng quỷ cưa hùng mạnh, nỗi khiếp sợ của tất cả các con quỷ có trở thành vũ khí hay không và diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào. Các cậu hãy cùng tớ chờ đón thêm nha. Còn bây giờ, nếu các cậu thích video này thì hãy cho chúng tớ một like, share và một subscribe nhé. Còn bây giờ thì bye bye, we're out.